Một nhát liềm giết hết cả cư dân sống trên đảo. Một cây sáo nhọn xuyên thấu cơ thể người bạn thân. Ở Hàn Quốc, có một cô gái dùng những cách điên rồ trên để trả thù. Viết nên bộ phim đỉnh cao về tội phạm của Hàn Quốc, dùng búa để kết liễu người đàn ông này. Kim Bok Nam là cô gái làm ra tất cả, dùng đầu lưỡi của mình để bắt đầu một tội ác kinh hoàng. Hôm nay, mình muốn giới thiệu đến các bạn một bộ phim Hàn Quốc, Bước Đường Cùng. Cơn bão nhiều năm trước đã nuốt chửng những người đàn ông đánh cá trong làng chài này. Đây không phải là những người đàn ông giàu có, thậm chí họ còn rất tồi tệ. Bởi vì ở xa đất liền nên hòn đảo không văn minh này chỉ có thể ăn cá mà sống. Cũng chính vì điều đó, đàn ông trở thành lao động chính và nắm quyền sống chết trên đảo. Còn phụ nữ, không phân già trẻ, chỉ cần là lời nói của đàn ông thì một mực nghe theo. Kim Bok Nam là người phụ nữ trẻ nhất ở đây. Trong hồi ức của cô chỉ có những công việc làm công xuể và các bà cô ngày ngày bắt nạt, mắng mỏ cô. Điều đáng buồn nhất là Bốc Nam không có được tình yêu từ người chồng. Anh ta là một kẻ vũ phu, tàn bạo và cực kỳ đê tiện. Có lần còn cố tình phá tổ ong rồi nhìn Bốc Nam bị ong đốt kín người. Càng đau khổ hơn là cô đã từng bị chính người em của chồng xâm hại. Những hành động ghê tởm và tàn bạo đó đã dần đẩy cô vào bước đường cùng, sự tuyệt vọng về những người xung quanh. Cho đến một ngày, người bạn thân hồi nhỏ của cô, Hae-won đến hòn đảo này, đã khơi dậy khao khát được tự do và hy vọng về cuộc sống mới trong cô. Chỉ có điều, Hae-won là người theo chủ nghĩa cá nhân, thấy cô gái bị người khác ức hiếp nhưng lại thờ ơ, lạnh nhạt trước sự cầu cứu của cô gái đó. Cảnh sát đến tìm cô ta để làm chứng, nhưng vì sợ đám côn đồ trả thù nên cô đã không nói ra sự thật. Đối mặt với sự cầu xin giúp đỡ của bà lão, cô chỉ đáp lại bằng những câu mắng chửi và thái độ tỏ vẻ khó chịu, hơn nữa còn đánh cả đồng nghiệp của mình. Cho nên, Hae-won đã bị đình chỉ công việc một tuần. Chính vì vậy, cô quyết định quay trở về hòn đảo của mình. Bà lão tỏ vẻ không chào đón cô, dường như họ không thích người lạ xuất hiện ở đây. Bốc Nam giới thiệu cô với Man Jong và em chồng, thì bị bà mắng cho rằng không được phép gọi tên của chồng và em chồng. Bốc Nam chỉ biết thở dài và nuốt lời cam chịu. Hae-won sẽ ở trong một căn phòng cũ của nhà Bốc Nam. Trên sàn vẫn còn khắc tên của cô và Bốc Nam. Đây chính là nơi mà hai cô đã lớn lên. Bốc Nam tận hưởng những giây phút được ở cạnh người bạn thân. Ngày nào cô cũng cùng Hae-won ăn cơm, chăm sóc tận tình cho bạn mình. Hae-won giống như ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của Bốc Nam. Bốc Nam tò mò và khao khát được giống như cô ấy. Niềm hy vọng sống của Bốc Nam là cô con gái nhỏ. Điều kỳ lạ là cô bé không hề thân thiết với Bốc Nam. Thậm chí còn khi mẹ mình bị bố đánh đập cũng không hề có phản ứng. Ngược lại, cô bé lại rất thích Hae-won, còn giúp Hae-won thoát khỏi sự quấy rối của người chú biến thái. Sau khi vui chơi, cô bé định quay trở về thì bị Bốc Nam ngăn lại. Hóa ra chồng của cô ngang nhiên dẫn người tình về nhà. Bốc Nam đã quá quen với việc này, nhưng cô tuyệt đối không muốn con gái nghe được những âm thanh bẩn thỉu đó. Sau khi biết được, cô bé vô cùng giận dữ và đánh người tình của bố rồi chạy nhanh về phía bếp. Người tình của bố không hề trách cô bé, thậm chí còn thông cảm cho cuộc đời của Bốc Nam. Cô ta khuyên Bốc Nam nên trốn khỏi nơi quỷ quái này. Hae-won chứng kiến cuộc sống khốn khổ của bạn mình, cũng không hiểu được sự bao dung của cô. Bốc Nam nghe xong, chỉ nói nhẹ rằng, trẻ con vẫn cần có bố mà. Nhưng cô ngàn lần không ngờ rằng, con gái mình bắt đầu trang điểm giống người lớn. Lúc này, cô không chịu được, tức giận mắng cô bé. Nhưng Man Jong không quản đúng sai và ném sâm móng tay lên người cô. Cô tuyệt vọng và cầu xin Hae-won đưa cô đến Seoul. Lúc này, Hae-won nhận được một tin nhắn nên đã không còn tâm trạng để ý đến bạn mình. Chỉ nói vài câu với Bốc Nam rằng, mình giải quyết xong việc sẽ tới đón cậu nhé. Sợ rằng bạn mình sẽ không trở lại nên cô đã nói ra toàn bộ sự thật. Nhưng Hae-won hoàn toàn không tin. Cho rằng cô muốn đến Seoul nên đã nói dối mình. Hae-won liền đến hỏi cô bé, bố có thương cháu không? Nhưng cô bé chưa kịp trả lời thì bà cô đã kéo cô đi, đồng thời nói ra những câu khó tin. Nhiều năm trước đây, tất cả đàn ông trên đảo này đều không thể có con. Bố của cô bé là ai cũng không ai biết. Sau khi bị từ chối giúp đỡ, Bốc Nam đã trộm tiền của Man Jong và gọi điện cho người tình của anh ta và lên kế hoạch chạy trốn khỏi đây. Con gái vốn dĩ không muốn chạy trốn theo mẹ, nhưng vì không muốn mẹ bị đánh nên đã gật đầu đồng ý. Đáng tiếc rằng bọn họ thật đen đủi, người lái thuyền lại chính là bạn Man Jong. Anh ta cố ý kéo dài thời gian, làm chậm trễ kế hoạch trốn thoát của họ. Kế hoạch thất bại, cô bị Man Jong bắt về và đánh rất tàn bạo. Con gái không muốn nhìn thấy mẹ mình bị đánh nên đã xông lên cắn bố của mình. Vì bị ông bố đẩy ngã mà chết, tận mắt nhìn thấy đứa con gái của mình bị ngã chết, bạn đoán Man Jong sẽ nói gì? Bố chút tương vào là sẽ khỏi thôi. Tương sao? Bốc Nam bắt đầu giận. Cảnh sát nhận được thông báo thì đến đảo để điều tra. Thật đau lòng, toàn bộ mọi người trên đảo đều nói rằng là do cô bé tự trượt chân ngã. Người bạn thân Hae-won cũng không muốn bị phiền phức, cũng đã nói như vậy, khiến cho Bốc Nam đau lòng đến nghẹt thở.
Lỗ Tấn Tử nói rằng hoặc là im lặng cam chịu, hoặc là im lặng rồi trở nên mạnh mẽ. Bốc Nam đã chọn điều thứ hai. Một hôm, tất cả đàn ông trên đảo đều ra khơi. Bốc Nam không làm việc nữa, chỉ hướng mặt về ánh mặt trời rồi suy nghĩ một hồi. Đột nhiên, cô cầm lấy chiếc liềm, đi đến phía các bà cô rồi chém vào họ. Chỉ vài phút sau, những người đồng phạm đã nằm đầy cả cánh đồng, chỉ còn lại một ông già sống sót. Một bà già đứng sau, chứng kiến toàn bộ sự việc, đã sợ hãi mà bỏ chạy. Bà định nhảy xuống biển để thoát thân, nhưng lại rơi xuống mỏm đá. Đúng lúc đấy, những người đàn ông trở về. Bốc Nam lúc này lòng đầy thù hận, cô đến chỗ người em chồng, rồi kết liễu hắn. Không ngờ, Hae-won đã nhìn thấy hết sự việc. Cô sợ hãi bỏ chạy. Lúc này, Man-jong cũng xuất hiện. Hắn đẩy cô ngã xuống dưới suối, nắm tóc rồi đánh cô một trận, biết không có cơ hội để phản kháng. Cô liếm ngón tay của chồng, khiến cho anh ta lơ là cảnh giác. Hai tay bị trói, cô dùng hết sức lực để dùng dao đâm vào người Man-jong. Sau đó, bấm nát người hắn. Cô kéo lê anh ta khắp đường, rồi dùng tương ném vào người hắn. Tên lái thuyền cũng không thoát được sự tàn bạo của Bốc Nam. Anh ta thiếu chút nữa là lên được thuyền, nhưng lại bị Bốc Nam đẩy xuống dưới nước. Hae-won quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vũng máu nổi lên. Một người ích kỷ như Hae-won thì làm sao để tâm đến chuyện này? Cô một mình lái thuyền rời khỏi hòn đảo. Sau khi tới đất liền, cô tìm cảnh sát để báo án. Lúc đó, Bốc Nam mặc chiếc váy lên, trang điểm rồi cũng rời khỏi hòn đảo. Cuối cùng, cô cũng đến được Seoul. Hae-won bị buộc tội là nghi phạm giết hại người trên đảo. Biết được chuyện này, Bốc Nam cầm theo chiếc búa lúc nửa đêm đập vào người Hae-won. Nhìn vào đôi mắt chết người của Bốc Nam, Hae-won nghĩ rằng mình chết chắc rồi. Đột nhiên, tiếng súng vang lên. Người cảnh sát bị đánh lúc nãy tỉnh lại, bắn vào người Bốc Nam 3 phát súng. Biết mình không còn sống nữa, Bốc Nam gạt bỏ hết sự hận thù trong lòng mình, cầm lấy cây sáo rồi muốn Hae-won thổi cho mình nghe. Tiếng sáo bi thương vang lên, Bốc Nam mình cười ra đi. Còn Hae-won bị cái chết của bản thân làm cho tỉnh ngộ. Cô nhận ra rằng sự thờ ơ, ích kỷ của bản thân cũng chính là điều đáng sợ của xã hội hiện nay. Vì vậy, cô quyết định đến đồn và chỉ ra những tên tội phạm trước đây. Sau khi xem xong bộ phim này, mình muốn nói rằng đây không phải là một bộ phim kinh dị đáng sợ. Nó khiến chúng ta ngộ ra một điều rằng thờ ơ chính là con dao hai lưỡi nguy hiểm nhất trên thế gian này. Một người thuần khiết như Bốc Nam lại bị đẩy đến cuối đường trở thành một con quỷ đáng sợ. Hy vọng rằng mọi người có thể giang tay giúp đỡ người khác khi họ cần. Bởi biết đâu một ngày, người cần giúp đỡ đó lại chính là bạn.